Thưa quý vị, năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp nhằm phát huy tính sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế đất nước, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nền kinh tế thị trường, đặc biệt là khởi nghiệp trong lứa tuổi thanh niên. Đối với tỉnh Lâm Đồng, trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đặt ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp và phong trào khởi nghiệp đang thu hút được đông đảo thanh niên trong toàn tỉnh tham gia trên các lĩnh vực của cuộc sống. Giải Sunshine Coffee gọi giải nhất cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh do trường đại học Yasen tổ chức vào năm 2014. Từ ý tưởng đến khi chính thức khai trương và đưa vào hoạt động được 2 năm nay, Sunshine Coffee là dự án kinh doanh của một trong rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp ra đời và được hiện thực hóa tại trường đại học Yasen Đà Lạt. Với số tiền giải thưởng là 120 triệu đồng, quán cà phê Sunshine ra đời dựa trên ý tưởng tái chế phế liệu để tạo nên không gian xanh và kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường từ mọi người, thực hiện việc quyên góp và kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân đóng góp cho việc thiện nguyện. Với không gian độc đáo và ý nghĩa, Sunshine Coffee là một điểm đến yêu thích của nhiều người. Đối với bản thân em thì em cũng nghĩ là không riêng ai, từ mọi lứa tuổi, mọi đối tượng thì cũng đều cần, sau những cái thời gian lao động mệt mỏi thì cũng cần có một chỗ yên tĩnh để tịnh lại và thư giãn thực sự. Thì khi mà em lấy quán này thì cũng phải cải tạo rất là nhiều, cũng phải sáng tạo rất là nhiều, nhưng mà đa số là quán được làm tận dụng từ những đồ tái chế, gỗ pallet hoặc là những cái quyển sách cũ hoặc là những cái bì cạc tông, thì để mang lại những cái cảm giác gần gũi khi mà khách tới đây, cộng với cái giao hưởng của quán có một cái view rất là đẹp. Với niềm đam mê nấu nướng và mong muốn mà ẩm thực của Thái Lan đến gần hơn với thực khách của Đà Lạt, Lâm Đồng, chàng trai trẻ Vũ Huy Hoàng đã thực hiện giấc mơ ý, bắt tay khởi nghiệp xây dựng nhà hàng Thái đầu tiên ở Đà Lạt với tên gọi Kapun Kha. Tọa lạc ở đường Nguyễn Văn Cử, Đà Lạt, nhà hàng này không chỉ chú trọng hương vị của các món ăn Thái qua thực đơn hấp dẫn du khách, mà cách bài trí cho đến phong cách phục vụ của nhân viên nhà hàng cũng đậm chất của xứ sở Chùa Vàng. Với sự du nhập nghệ thuật ẩm thực độc đáo và đam mê của chàng trai trẻ 9X của Huy Hoàng, đã góp phần tô điểm cho bức tranh đầy quyến rũ của thành phố sương mù, góp phần đưa Đà Lạt trở thành điểm đến đầy hấp dẫn và thú vị dành cho du khách muôn phương. Xuất phát điểm từ mình mở cái nhà hàng này có nghĩa là muốn phong phú thêm món ăn của Đà Lạt và cũng pha trộn một chút là ẩm thực của Việt Nam trong đó để hài hòa hơn so với khẩu vị của người Việt Nam. Nhà hàng bên mình là nhà hàng Thái, thì mình rất là chú trọng vào cái khâu mà là nguyên vật liệu, nên là mình cũng đảm bảo là đồ ăn, các đồ ăn chiên xào của mình là không có sử dụng dầu mỡ. Lựa chọn khởi nghiệp dựa trên tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp của mảnh đất Đà Lạt, anh Nguyễn Đức Huy ở phường 9 Đà Lạt đã nghiên cứu thành công việc kết nối hệ thống thiết bị thu thập dữ liệu từ đồng sau hiển thị lên chiếc điện thoại thông minh. Sau nhiều tháng thử nghiệm tại vườn, công nghệ chăm sóc sau bằng smartphone của Huy đã trở thành hiện thực. Đơn giản, chỉ với chiếc điện thoại thông minh giúp người trồng sau có thể kiểm soát nhiệt độ, lượng tưới nước, bón phân, điều hòa nhiệt độ cho từng khu vườn sau ở những vị trí địa lý khác nhau, cho đến việc điều hành trực tuyến cho công nhân gieo trồng thu hoạch. Dự kiến sắp tới, Huy sẽ sản xuất sau an toàn theo quy mô hợp tác xã tại Đà Lạt, tập hợp khoảng 10 thành viên trẻ tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương để cùng ứng dụng và tiếp tục cải tiến công nghệ chăm sóc sau bằng smartphone, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển giao rộng rãi cho nông dân địa phương. Dự định sắp tới là chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cái hệ thống và chúng tôi sẽ nghiên cứu những cái hệ thống camera để quan sát cái sâu bướm rồi trong cái nhà kính. Đồng thời là dựa trên đó thì nó sẽ đưa ra được những cái, đồng thời là phải cải thiện thêm những cái thuật toán để mà đưa ra những cái quyết định chính xác hoặc là những cái cảnh báo. Ví dụ như khi trời nắng mà đổ mưa, thì khi nhiệt độ cao mà cái độ ẩm nó cao lên, nó những cái yếu tố thời tiết mà nó thuận lợi cho cái sâu bệnh hoặc là nấm bệnh phát triển thì nó sẽ tự cảnh báo về cái điện thoại của mình hoặc là máy tính của mình để mà mình có hướng xử lý. Để tinh thần khởi nghiệp lan tỏa, Lâm Đồng cũng đưa ra nhiều hỗ trợ dành cho các bạn trẻ, giúp tuổi trẻ hiện thực hóa những ý tưởng, những khát vọng và đam mê. Ngoài các nguồn vốn ủy thác của tỉnh đoàn hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trong những năm qua, gần đây nhất, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã xây dựng thành công quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
cho các ý tưởng, mô hình, dáng khởi nghiệp của thanh niên, nâng cao hiệu suất lao động, khai thác chất xám, chủ động sáng tạo và sự liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong lực lượng lao động thanh niên. Với mục tiêu hàng năm hỗ trợ vốn vay ít nhất 12 ý tưởng, mô hình, dáng khởi nghiệp của thanh niên, ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất mới, sáng tạo, thân thiện với môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các dự án ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh xét duyệt, mức hỗ trợ vay vốn từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng một dự án ý tưởng. Đối với các ý tưởng dự án khởi nghiệp do huyện đoàn phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xét duyệt, mức hỗ trợ vay vốn từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng một dự án ý tưởng. Điều này giúp thanh niên làm chủ, thúc đẩy được sự năng động sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục làm việc với ngân hàng chính sách để tranh thủ thêm các cái nguồn vốn vay để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp cũng như là các cái hộ đồng bào mà có nhu cầu khởi nghiệp từ cái kênh ngân hàng chính sách. Đặc biệt thì chúng tôi rất là quan tâm đến việc kịp thời giới thiệu các cái mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu để nhận các cái giải thưởng sáng tạo trẻ, nhận các giải thưởng gương đình của cho thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi của trung ương đoàn. Thì những cái mô hình biểu dương thanh niên trên các cái lĩnh vực làm kinh tế như thế cũng là một trong những cái động lực để kích thích đoàn viên thanh niên sáng tạo và làm giàu trong điều kiện hiện nay. Phong trào khởi nghiệp đang là làn gió mới và phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ. Với tinh thần khởi nghiệp thì không chỉ là các mô hình kinh doanh mới sáng tạo, mà khởi nghiệp gần gũi hơn chính là những tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi ở các địa phương bằng những phương pháp ý tưởng mới mà làm giàu cho bản thân và gia đình. Điều đó đã cho thấy thanh niên Lâm Đồng ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, có sức khỏe, có tri thức, trình độ học vấn ngày càng được nâng cao, có tư duy sáng tạo, năng động và ý chí tiến thủ, lập thân lập nghiệp mạnh mẽ, xứng đáng là lực lượng năng động luôn hướng tới cái mới, tiên phong trong các lĩnh vực của cuộc sống. Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên không quá 600 giờ một năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, xuất phát từ đề xuất của phần lớn các doanh nghiệp. Bởi việc khống chế giờ làm thêm đã khiến cho các đơn hàng bị chậm trễ, khó đáp ứng được tiến độ của các đối tác nước ngoài.